Chúng ta sẽ ở là một cái nơi mà Đức Thầy dạy là Hồ Thiên Tiểu Ẩn Chờ Quy Kiển đó. Kỳ địa Kim Sơn đến cõi bồng. Đức Thầy chúng ta có một cái bầu trời riêng. Mà bầu trời riêng này ở đâu? Thì bầu trời riêng này là ở Thiên Cấm Sơn. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta mà tu hành đó, dầu cao hay thấp, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ được về đây đó. Cái linh hồn của mình đó sẽ được về đây để cùng với Thầy, cùng với huynh đệ hàng ngày để trao dồi Phật Pháp. Nếu như còn cái xác này mà chúng ta không học đó, không nghe thuyết trình thuyết giảng, thì mai mốt đến cái phần linh hồn mình cũng nghe thôi. Mà giờ này nếu mình còn xác này gọi là chúng ta tu tắc nè, còn nếu linh hồn là tu quanh. Vì vậy cho nên nếu còn xác là chúng ta nghe, mình hấp thụ, mình hiểu rồi đó, thì khi mà trở về phần hồn đó, thì lúc bây giờ mình sẽ thông tuệ rồi, mình đã có nghe rồi. Hầu đó tôi nghe em chí tâm thuyết giảng rồi, cho nên giờ này quá dễ hiểu rồi. Phong đồng đạo mình nói một cái nôm na rõn ràng như vậy thôi. Ở đây không phải là tôi cường điệu đâu, mà sẽ tôi nói vấn đề này để chi? Để đồng đạo chúng ta hiểu được, để mình chúng ta cố gắng nhận định cho đúng cái vị trí, cái vai trò, cái kết quả sau cùng. Và đặc biệt tất cả ở đây sẽ chờ đợi, tất cả chúng ta ở vào một cái bầu trời riêng của Đức Thầy chúng ta. Đức Phật A-di-đà bên kia ổng có cái cõi riêng đúng không? Thì Đức Thầy chúng ta cũng có cõi riêng đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới rất rõ là tức là tôi vừa nhắc lại một đoạn giảng đó, đây là bầu trời riêng mà, hồ thiên mà. Đức Phật thì công đức của Đức Phật lớn hơn Đức Phật A-di-đà, công đức lớn hơn Đức Phật A-di-đà mới cấu thành một cái cõi cực lạc, một cõi tịnh độ trang nghiêm màu nhiệm. Thì Đức Thầy chúng ta dầu rằng công đức không bằng Đức Phật A-di-đà, nhưng mà công của Đức Phật thì đồng đạo biết cũng gần gần đó đó. Cho nên Đức Thầy chúng ta có khả năng, có điều kiện, chỉ cần giờ này mỗi đồng đạo chúng ta đặt trọn niềm tin. Cho nên Đức Thầy mới dạy rằng rất là rõ, làm theo lời chỉ. Ngài đài gặp ta là gặp ở đây nè. Từ ở giai đoạn Nam Mô A Di Đà Phật cộng với niệm Phật trong hai thời khóa, cộng với niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, cộng với niệm Phật trong nhất tâm bất loạn, thì lúc bây giờ sẽ bằng gọi là bản lai thanh tịnh, còn lúc này sẽ bằng gọi là trí huệ thông minh, tức là tâm viên mãn. Thì khi bằng trí huệ thông minh, khi bằng tâm viên mãn, thì lúc bây giờ chúng ta đã đạt được cái chỗ mà Đức Thầy dạy, đó là giai đắc đạo quả. Kính thưa quý vị, Nam Mô Đà Phật. Hiếu trung lòng chớ dội quân, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm vua Mỹ học rài kể kinh, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong ba tâm gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cồn, mà còn say lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo vật chất hồng hồng đằng
Và xin chân thành cảm ơn phần trình bày vừa cao dút vừa ngọt ngào của đọc giảng viên giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga, như lời Đức Thầy đã nói là đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành giả ái bắt ngôn. Và kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, để tiếp theo chương trình là thuyết giảng giáo lý đợt thứ nhất, tức là tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong quyển 5, tức là quyển khuyến thiện. Quyển này được Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác tại Sài Gòn vào năm Tân Tỵ 1941. Bốn câu như sau: Vô thượng thẩm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Phần này chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để làm phận sự. Thì xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách, lãnh đạo cho ban nhân dân ấp Phú Trung ở tại địa phương, kính thưa đồng đạo Trần Văn Tùng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thượng B, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự đến từ các xã phường thị trấn trong địa bàn của huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, cũng như quý vị đến từ tỉnh An Giang và quý vị đến từ tỉnh Long An về đây tham dự. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Nga, đồng đạo là giáo lý viên của ban cổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa đồng đạo Lê Thị Ngọc Nga là giáo lý viên, cũng là đọc giảng viên Trung ương. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 19 tháng 5. Nếu nói theo tinh thần dân tộc thì hôm nay cũng là ngày rất là quan trọng đối với dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta, là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và hôm nay chúng tôi cũng như đồng đạo giáo lý viên Nguyễn Thị Nga cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý đồng đạo trong ban tổ chức, nhất là chúng tôi về nơi điểm lễ của ấp Phú Trung của ban trị sự của xã Phú Thượng B. Vậy là đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì bản thân của mình rất là có duyên với quý đồng đạo ở ấp Phú Trung của xã Phú Thuận B, cho nên trên dưới cũng hơn 10 năm nay chúng tôi cũng luân phiên trở về đây rất là nhiều lần. Lúc mà chưa có xây dựng được cái nơi thờ tự cũng như cái nơi làm lễ ổn định thế này, lúc bây giờ mình chỉ che rạp ở ngoài thôi, thì chúng tôi nhớ nhất là những cái đêm khuya đó, thì lớp thì bù hông, lớp thì mũi, mà quý vị vẫn trở về mái đạo tràng này để cùng chúng tôi. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái phiên thuyết giảng giáo lý, thì ngày hôm nay cũng là một cái duyên lành, thì chúng tôi cũng như đồng đạo Nguyễn Thị Nga cũng được sự phân công trở về đây. Thì đáng lẽ ra thì theo lịch phân công thì chúng tôi sẽ thuyết cái phần còn lại phần sau, nhưng do thì đầu giờ chiều chúng tôi có cái lịch ở tại Tân Hương Tự của thành phố Long Xuyên, mà nếu mà thuyết sau thì chúng tôi sẽ không kịp cái thời gian để đến đó.
Cho nên thì cũng xin với ban tổ chức cũng như đồng đạo Nga thì cho chúng tôi thiếp trước để rồi còn tiếp tục với cái phận sự của mình. Và một điều vui mừng nhất thì trong buổi thuyết giảng này thì đồng đạo chúng ta ngoài ở địa phương cũng như quý vị ở các cái xã trong cái cồn Cù Lao, ở các xã dưới cũng như Tân Quế, rồi Tân Bình, rồi Tân Hòa, Tân Quề, Tân Long mà về đây tham dự. Thì đồng thời chúng ta cũng còn đón các vị ban trị sự đến từ phần tỉnh An Giang. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng hết sức là cảm nể quý vị đại diện cho các ban trị sự đến từ như xã Vĩnh Hậu, phường Tịnh Biên cũng như thị trấn Cái Dầu. Thì đường xá xa xôi quý vị cũng vẫn đến đây để hộ pháp, thì đây là tinh thần rất là lớn, cũng như quý vị ban trị sự của thị xã Tân Châu cũng như ở huyện Phú Tân chúng tôi. Thì đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta cũng tiếp đón các ban trị sự đến từ tỉnh Long An, thì cũng như vị đại diện cho ban trị sự của xã Hưng Điền, của huyện Tân Hưng, của tỉnh Long An, thì trên dưới hàng trăm cây số mà quý vị cũng đến đây để hộ pháp. Thì đây là một cái điều hết sức là cao quý. Trong cái tinh thần thương thầy lo đạo, chúng ta không có một cái sự phân biệt, dầu rằng đây là mái đạo tràng của điểm lễ Phú Trung của xã Phú Thượng B, nhưng quý vị vẫn xem đây là ngôi nhà chung của mình. Có tổ chức thuyết giảng thì chúng ta vẫn xem đây là ngày hội, để rồi quý đồng đạo tập trung trở về đây để cùng chúng ta ôn lại là Đức Thầy. Không phải là đến đây nghe mình không biết mới đến đây. Giờ này thì phải nói rõ, nếu nói về những cái phương châm hành đạo, những lời châu ngọc Đức Thầy, thì trình độ giáo lý của quý vị thì chúng tôi đã cảm nhận rất là cao rồi. Cái trình độ nghe đạo giờ này thì gần như đồng đạo chúng ta đã có một cái tri thức nhất định, hiểu đúng là Đức Thầy, cho nên đạo chúng ta mới phát triển. Cũng như cái lời nói đầu ở cái phần tuyên bố lý do của đồng đạo xứ Ngôn Viên thì tôi rất là ưng ý với những cái lời nói đó. Thì thật sự là đạo chúng ta đang phát triển mọi mặt, không phải chỉ phát triển về công tác thực hiện xã hội như chúng ta thấy hàng năm đã có đóng góp cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng, mà đồng thời thì bên cạnh ấy thì phát triển rất là cao về công tác phổ truyền, công tác giáo lý, phổ truyền giáo lý ở khắp nơi, trong và ngoài địa phương, cũng như ở các tỉnh thành, các nơi có ban trị sự. Và cái điều quan trọng mà tôi mừng nhất đó đồng đạo biết không? Đó là chúng ta phát triển về cái phần nhận thức. Đây mới là cái yếu tố quan trọng nhất trên cái lộ trình tu học của mỗi cá nhân chúng ta. Bởi vì về nhận thức chúng ta có phát triển, mình mới nhìn nhận đúng theo một cái triết lý nhân sinh quan của đạo Phật giáo hoàn hảo của chúng ta mà Đức Thầy đã vắng mặt. Đức Thầy đã để lại quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Thì giờ này đồng đạo chúng ta đã nhận thức rất là đúng, rất là chuẩn. Vì mình có được một sự nhận thức sâu sắc đó, cho nên hôm nay chúng ta mới có được các buổi thuyết giảng thế này. Và đồng đạo chúng ta tự phát triển ở cái bản thân của mình trên cái lộ trình tu học, để rồi lần lần tất cả chúng ta sẽ đi vào con đường giải thoát như là Đức Thầy đã giới thiệu. Thì đó là chúng tôi cũng xin thông qua một số ý trong cái lời nói đầu khi hôm nay được trở về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta. Như vậy thì theo sự phân công thì phiên thuyết giảng này thì do ban tổ chức mời, và ban tổ chức cũng chọn luôn 4 cái câu giảng mà chúng tôi bảy vị chúng ta sẽ chia sẻ. Đó là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sủy xuất văn từ dốc dạy khuyên. Thì đây là 4 câu cuối cùng của 776 câu của quyển khuyến thiện. Chúng ta gọi là quyển thứ 5, bởi vì nếu nói theo tuần tự thì Đức Thầy viết đây là quyển thứ 5, với một cái tựa đề là lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Mà vừa rồi đồng đạo cũng đã nghe đọc giảng viên cũng là giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga với một cái giọng truyền cảm ngọt ngào, thì đồng đạo cũng đã đọc lại cái đoạn cuối của quyển khuyến thiện mang một cái nội hàm rất là thực tế, căn bản trong cái lý duyên sinh của người tín đồ Phật giáo hoàn hảo, và có các cái câu kệ sau cùng của quyển này mà hôm nay chúng tôi sẽ trình bày. Thì có thể nói rằng qua 4 câu kệ này Đức Thầy đúc kết lại đó, bởi vì kệ giả, kiệt giả, nhiếp nghĩa tận có danh duy kệ,
Đối với Viễn Phiên Thiện 776 câu, đồng đạo biết rõ Đức Thầy viết theo cái thể thơ gọi là biến thể. 28 câu đầu lời mở đầu Đức Thầy viết theo cái thể thơ gọi là thể thơ Lục Bát. Rồi sau đó Đức Thầy viết hai cái bài thi, cái bài Tiếng Kệ Từ Bi thì 8 câu, cái bài Hào Quang Đạo Pháp Xem Qua Chớ Gọi Thường đó thì Đức Thầy viết 4 câu. Tức là hai bài thi, một bài thì Bát Cú, một bài thì Tứ Cú. Rồi sau đó thì ở phần giữa Đức Thầy viết theo cái thể thơ Thất Ngôn Trường Thuyên. Thất Ngôn Trường Thiên Đức Thầy viết rất là dài, và đến đoạn cuối cùng 76 câu còn lại Thầy viết theo cái thể thơ Lục Bát. Thì phần này Thầy để là phần kệ mà anh em đồng đạo chúng ta quen gọi là kệ Điêm Thanh. Bởi vì câu đầu gọi là Điêm Thanh Hiên Nguyệt Giữa Kệ nè, cho nên chúng ta gọi là kệ Điêm Thanh. Cho đây là cái phần kệ. Và sau khi viết phần kệ này, Đức Thầy tóm gọn lại hai cái bài thi Thất Ngôn Tứ Cú. Một bài là Vô Ngôn Từ Đạo Hạnh Ý Thầy Khuyên, Hạnh Đức Ân Cần Ráng Tập Chuyên, Thất Tổ Của Quyền Nơi Chính Suối, Mỉa Mai Sao Đánh Sáu Đường Duyên. Và cuối cùng thì bốn cái câu kệ này. Cho nên chúng tôi mới dám khẳng định rằng bốn câu kệ này là nòng cốt, có thể Đức Thầy rút tinh hoa của 776 câu của Giác Mê Tâm của Quyển Phiến Thiện. Thì Đức Thầy rút gọn lại bốn câu kệ này. Và đặc biệt cái điều quan trọng hơn nữa thì bốn câu kệ Đức Thầy viết theo cái lối khoáng thủ Vô Danh Cư Sĩ, tức là cái hiệu của Đức Thầy đồng đạo. Cái tựa đề là Lời Khuyến Thiện Của Ông Vô Danh Cư Sĩ. Thì cuối cùng thì Đức Thầy lại đặt cái cách theo cái văn chương theo lối khoáng thủ với bốn cái chữ đầu tiên là Vô Danh Cư Sĩ. Như vậy thì vô danh là không có danh, cư sĩ tức là những cái người tu hành ở tại gia. Đây là một cái người không có danh, nhưng mà không danh, nhưng mà lại là một cái con người hết sức là nổi tiếng, chẳng những ở trong nước mà luôn cả ngoài nước. Như vậy thì qua cái khái niệm vô danh cư sĩ thì đồng đạo biết thể hiện một cái tính chất hết sức là khiêm tốn, khiêm nhường, nhằm dẹp cái bản ngã. Đức Thầy chúng ta là Phật, mà Ngài xác định rất rõ là trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm không còn thấy loạn luân nền căn kỷ. Đức Thầy là Phật mà Đức Thầy không xưng danh hiệu, Đức Thầy lại xưng khùng xưng điên nữa. Thì nội mà chúng ta hiểu cái khái niệm về vô danh, khái niệm này để đốn cái ngã đồng đạo à. Mà Đức Thầy dạy là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Cho nên giờ này thật sự mà nói đây chỉ là phương tiện sống thôi. Cũng như chúng tôi thì tạm gọi là giáo lý viên theo cái hệ thống giáo hội, được cái sự cho phép của nhà nước, được cái sự công nhận của chính phủ để đi làm cái nhiệm vụ để thuyết giảng giáo lý theo sự phân công. Chứ thật chắc ra đúng ra chúng ta có danh có gì đâu đồng đạo, phải không? Tôi là Trần Văn Tùng hả, tôi là Huỳnh Văn Chuẩn, nhưng mà cuối cùng rồi mai mốt rồi chúng ta bỏ xác này, có cái gì là Huỳnh Văn Chuẩn đâu, có cái gì là Trần Văn Tùng đâu. Thì đây rõ ràng là giả danh thôi, mình phải nhận định là giả danh đồng đạo. Hôm nay chúng ta sống trong cõi đời này là nơi cõi tạm, mà Thầy xác định là nơi cõi tạm, sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám vũ tôn nhân. Vì vậy mình phải ý thức được cái danh chúng ta đây là giả danh, mà chính Đức Thầy, Đức Thầy chúng ta làm gương qua cái tựa đời, cũng như ở bốn cái chữ phán thủ đầu tiên của bốn câu thi này là vô danh cư sĩ. Vì vậy cho nên giờ này trên con đường tu của mình đó đồng đạo, quý vị phải ráng làm sao, ráng miên mật hành đạo thế nào đó, để khi mà đến cái ngày cuối cùng mà chúng ta không còn thấy mình là người có danh, thì lúc bấy đó chúng ta mới đắc đạo đồng đạo Còn nếu như mình còn thấy mình là cái người hay, cái người giỏi, tôi là cái người nổi tiếng, tôi là cái người được bao nhiêu người mến mộ đó, tôi là cái này cái khác cái kia cái nọ, là tự chúng ta trói mình lại thôi. Trói mình xong rồi quăng mình đi xuống dưới địa ngục luôn, đâu có gì lạ đâu. Cho nên mình phải nhận định cho đúng cái lý đạo, nó rơi vào cái từ vô danh. Như tôi vừa nói, vô danh là đốn cái ngã. Người ta chửi mình, mà nếu mình còn tự tôn tự ti, còn thấy mình là cái người thế này thế khác, là mình buồn liền đó, là mình giận liền đó. Người ta nói xấu mình, người ta chọc tức mình, mình còn thấy mình là Phan Chí Tâm, mình là giáo lý viên gì đó, là mình giận liền đúng không? Mình tức liền đúng không? Nhưng mà nếu mình thấy mình là người vô danh, ô chửi ai phải chửi mình, đó là mình an nhàn đồng đạp, mình sẽ hạnh lạc thôi. Thì đó là chúng ta đem ra một cái ví dụ thực tế nhất ở trong cuộc sống. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về một số khái niệm để chúng ta có một cái cách nhìn khi đi vào bốn cái câu giảng này. Bốn câu giảng này là then chốt của người tín đồ tại gia cư sĩ, mà chính Đức Thầy chúng ta đã thế vai. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Đạo chúng ta là đạo, phải nói rõ là cư sĩ tại gia,
mà chính Đức Thầy là Phật. Đức Thầy giả danh là một người tại gia cư sĩ, mà điều này không phải là Đức Thầy chúng ta là người gia, ngày sinh là tại gia cư sĩ là đơn thuần đọc, mà ngày xưa mà theo chúng ta đọc lại trong kinh điển thì ngày xưa đó, trong một cái pháp hội, thì sau cái buổi thuyết pháp đó thì Đức Phật mới nhìn một cái vị gọi là tại gia, và vị tại gia này đã chứng đắc rồi, thì vị tại gia này chính là Di Lặc Phật. Đức Phật mới phó thác rằng sau này, sau khi đến cái thời Hạ Nguyên Mạt Pháp, thì lúc bây giờ Di Lặc Phật sẽ ra đời để lập cái hội Long Hoa và đưa thế giới vào cái cảnh thái bình, cái cảnh an nhàn, cái cảnh hạnh lạc. Như vậy thì với một cái lời phó thác đó, thì theo kinh điển có biết rằng Đức Phật Di Lặc là hiện thân của một người tại gia cư sĩ đồng đạo à, chứ không phải là hiện thân người xuất gia đâu. Mình thấy những cái tượng Phật Di Lặc nhan nhản ở trên thế giới này, cái với một cái hiện thân là xuất gia đó, đầu tròn áo vuông đó, thì xin thưa đồng đạo là sai. Mình khẳng định ngay, khi mà những người mà có tìm hiểu, có nghiên cứu đó, tôi rất là tâm đắc lời của đệ tứ pháp chủ Thích Trí Quảng. Thì hiện giờ ngài là một vị đệ tứ pháp chủ của đạo Phật giáo Việt Nam chúng ta mà. Cho nên thì ngài cũng có một cái nhận định như tôi vừa nói thôi. Phật Di Lặc là người cư sĩ, chứ không phải là một cái người xuất gia đồng đạo à, bởi vì đây là cái sự phó thác của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo thì ngài mới xưng danh là vô danh cư sĩ, thì bao nhiêu chúng ta cũng đủ hiểu được rằng Đức Thầy mình là một tay tá quốc an bang nước nhà vững đặt Nam Đàn hiển vinh. Đức Thầy chúng ta là phải nói rõ là được chịu lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni để sau này lập cái đời tân trở lại. Đức Thầy chúng ta có thể nói rõ Đức Thầy mình là hiện thân Đức Phật Di Lặc đó. Cho nên mình phải nhận định cái điều này để chúng ta cố gắng có một cái đức tin trọn vẹn trong đời tu của mình. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói một số khái nét như vậy để chúng ta nhận định cho đúng cái khái niệm về vô danh cư sĩ. Và đồng thời chính vì khái niệm này là một khái niệm tuyệt vời, cao siêu, màu nhiệm, được hấp thụ tinh hoa từ thời Đức Phật và cho đến Đức Thầy chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới giới thiệu qua câu đầu tiên là vô thượng thậm thâm dĩ truyền. Vậy thì khi đọc cái câu giảng này thì đồng đạo đủ hiểu được cái sự cao siêu màu nhiệm mà Đức Thầy chúng ta giới thiệu rồi. Như vậy thì vô thượng còn gọi là tột cao, mà Đức Thầy đã giải nghĩa rồi, Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Cái câu mà Pháp Vương Vô Thượng Tôn, đây là các cái câu chú thường niệm trong cái quyển Tăng Đồ nhà Phật đó, mà khi Đức Thầy xuống Bạc Liêu Đức Thầy mới dịch nghĩa ra. Thì cái câu Pháp Vương Vô Thượng Tôn thì Đức Thầy dịch nghĩa là Ngài là Vua Pháp Tột Cao. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới giải nghĩa cái từ vô thượng là tột cao. Với một cái giáo lý siêu màu của Đức Thầy, nếu nói về cái chiều cao thì Thầy khẳng định là tột cao. Và thậm thâm, chữ thậm là rắc, cái chữ thâm là sâu. Vì vậy thậm sâu còn gọi là tột sâu. Thậm thâm là tột sâu đồng đạo. Giống như Thầy rất rõ là quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô vi chánh pháp hỡi người ơi. Như vậy thì vô thượng thậm thâm, thì nếu chúng ta hiểu cái nghĩa này, đây mình phải giải nghĩa theo cái từ ngữ chuyên dùng của đạo Phật, chứ chúng ta nếu mà giải theo từ Hán học là không sáng nghĩa. Bởi vì những từ ngữ này nó thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt của thuật ngữ đạo Phật. Vì vậy vô thượng thậm thâm còn gọi là tột cao, tột sâu. Cái giá trị giáo lý Phật giáo hoàn hảo mà Đức Thầy dạy chúng ta thì có một công năng đưa hành giả đi từ thấp lên cao, đi từ những cái quả vị bình thường trong cuộc sống và đi cao sâu thẳm vào cái chân lý giải thoát hoàn toàn, đi cao đến thành Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu theo Tam Thừa nhà Phật thì Tam Thừa có Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, còn gọi là Vương Sa, Lộc Sa, Ngu Sa. Thì thật sự trong lý Phật giáo và hảo chúng ta có đủ các yếu tố này đồng đạo. Thế nào gọi là Vương Sa? Vương Sa là chiếc xe nhỏ, chiếc xe này chở có người à, xe này gọi là xe dê á. Giờ này chỉ cần đồng đạo chúng ta thực hành theo bát chánh đạo của Đức Thầy thôi thì chúng ta sẽ được lên Vương Sa, chúng ta sẽ được đi xe dê. Thì lúc bây giờ mình sẽ hoàn toàn chứng được cái thánh quả, tức là thinh văn. Thì đó là hiểu về khái niệm Đại Thừa, Tiểu Thừa.
Rồi cao một chút là trung thừa, tức là xe này là lọc lọc xa, tức là xe này. Thì chiếc xe này nó chở nhiều hơn xe dê. Xe dê hồi nãy chở có một người à. Còn nếu mà hành giả thực hiện theo cái pháp trung thừa thì pháp trung thừa này không ngoài chúng ta thực hiện cái bài môn hoằng diệt. Mình đọc lại đi, chúng ta thấy một cái điều kiện rất là cao siêu trong sự hành đạo. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp tế độ đời, đừng cứ điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì mang vô minh thì bị diệt mất đồng đắc. Vậy thì khi mình thực hiện cái bài này thầy dạy trong bài môn hoằng diệt đó, thì trong đó có bát chánh đạo. Bởi vì ba cái cổ xe này đều có bát chánh đạo trống nha. Nhưng mà về vương xa đó thì không phụ thêm các pháp khác. Còn về lọc xa là xe nai đó thì phải phụ thêm về niệm Phật nè, về làm lành nè, về không chứ điều phiền não nó thêm nữa để quả vị nó cao hơn. Thì đó là trung thừa. Nọ mà đọc một đoạn đó chúng ta thấy là tột cao tột sâu rồi, đâu còn nói gì nữa đồng đạo. Cho nên khi hành giả mà thực hiện cái bài này thì đồng đạo chúng ta chứng được bích di Phật đó, còn gọi là vả vị duyên giác. Nghe nó duyên giác là chúng ta biết ha, phải nói rõ đây là một cái vả vị rất là cao trong tam thừa. Và chẳng những dừng ở đó mà đi đến cái ngư xa, tức là xe trâu mạnh hơn, lớn hơn, chở nhiều người. Cho nên ngày xưa Đức Phật dụ cho xe trâu, tức là đây là đại thừa, tức là Bồ Tát hạnh đó đồng đạo. Vậy thì trong giáo lý Phật giáo và hảo có Bồ Tát hạnh, Đức Thầy chủ trương Bồ Tát hạnh mà đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh đồng đạo à, phải nói gọn. Cho nên Bồ Tát hạnh thì gồm 6 cái chiếc đò, trong đó có bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Vậy thì trong giảng thầy có đủ cái này mà. Thầy thường dạy chúng ta là bố thí để giúp đỡ những người nghèo khó. Kính thưa đồng đạo, những người có của tiền dư hay nên bố thí dành tư làm gì? Đọc câu giảng này nghe bình thường đúng không? Nhưng mà trong đó mang một cái nội hàm Bồ Tát hạnh đồng đạo. Rồi Đức Thầy có dạy chúng ta nhẫn nhục không? Có luôn. Ráng nhẫn tâm phần giàu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân. Thì đây rõ ràng là chúng ta đang hành Bồ Tát hạnh đó. Rồi Đức Thầy có dạy chúng ta trì giới không? Có luôn. Gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Đây là Bồ Tát hạnh đồng đạo. Rồi Đức Thầy có dạy chúng ta thiền định không? Có luôn. Hành đạo thiền cấp cấp sớm phía, lòng thương chúng phiên răng đủ thế, thì đó là Bồ Tát đồng đạo. Rồi Đức Thầy có dạy chúng ta về tinh tấn không? Thì đương nhiên là tinh tấn là có rồi. Nội mà điều đang cấm thứ gì thôi. Cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành chân chất. Cái từ khái niệm từ ở chỗ và lo tu hành chân chất thì đó là tinh tấn đó. Cộng thêm cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, đây là Bồ Tát nghe đồng đạo. Mình đừng có thấy cái điều đang cấm thứ gì Đức Thầy dạy gọn, hiểu, đọc ai cũng hiểu gọn, nhưng mà Bồ Tát ở trong đó đó. Bởi vì một người mà vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hành chân chất thì đây là Bồ Tát, còn gì nữa. Bồ Tát giữa đời thường năm đó, mình vừa làm, vừa lo cho mình, vừa tu hành, rồi chúng ta độ đời nữa, giúp người nữa thì Bồ Tát rồi. Rồi giờ này trí tuệ thầy có dạy không? Có luôn. Nói về trí tuệ thì chúng ta miễn bàn rồi. Người học đạo muốn mở mang trí huệ cần diệt trừ cái vô minh tối tâm ngu muội, thì Đức Thầy dạy trí huệ rất là nhiều. Vậy thì tụ trung lại trong bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì Đức Thầy có dạy rõ. Đó là Bồ Tát hạnh đó. Nhưng mà đối với đạo thầy, bởi vì chúng ta đang bàn ở chỗ gọi là tổ cao, vì vậy cho nên Đức Thầy không dừng lại ở đây. Mà nếu nói theo đạo Phật, ngoài cái vấn đề gọi là ngu xa thì còn một cỗ xe lớn hơn nữa đồng đạo. Nếu nói góc độ đó, tứ thừa chứ không phải là tam thừa. Vì vậy nó còn một cái cỗ xe gọi là thượng thừa đó. Cỗ xe này theo Đức Phật dạy gọi là đại bạch ngu xa. Ngu xa thì chở 10 người, 20 người, 100 người, 200 người. Còn nếu như mà được cái cổ xe gọi là đại bạch ngu xa đó thì cổ xe này bao nhiêu người xuống đó cũng được hết trơn, phải không đồng đạo? Thì Đức Thầy chúng ta ngài chủ trương cái cổ xe này. Nói mình đọc cái câu giảng mà thầy dạy là thuyền bát nhã ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bến sông mê. Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là thời quyết một lời ta độ tận. Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là nếu thế gian còn chốn mê tông thì ta chẳng an vui cực lạc. Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ nếu chừng nào khai thông đại đạo đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, thì đây là đại bạch ngu xa. Đức Thầy sẽ độ hết tất cả đồng đạo chúng ta. Như vậy thì trong triết lý Phật giáo và hảo chúng ta, phương pháp nào
để chúng ta đắc được cái đại bạch ngu sa này, tức là quả vị thành Phật. Như vậy thì phương pháp mà Đức Thầy dạy ở đây đó là tứ vô lượng tâm. Thì đây cũng là cái bài pháp sau cùng mà ngày xưa Đức Phật thuyết đó. Hoàng Nghiêm Tố Sơ Tâm Thất Nhật A Hàm Nhị Thập, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, rồi Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Như vậy thì ngày xưa Đức Phật thuyết bộ kinh sau cùng là kinh Pháp Hoa. Và một ngày một đêm Đức Phật nói về Đại Tập Niết Bàn trong gần ròng rã 8 năm. Vậy thì kinh Pháp Hoa là gì? Đây là nội hàm của từ bi hỷ xả. Thì đây còn gọi là Đại Bạch Ngu Sa nè, quả vị thành Phật. Ngu Sa thì quả vị thành Bồ Tát, mà Đại Bạch Ngu Sa là quả vị thành Phật. Giờ này muốn thành Phật không khó, chỉ cần đồng đạo chúng ta kết hợp nhường nhuyễn hai phương pháp mà Đức Thầy dạy. Một là chúng ta niệm Phật, hai là chúng ta chui đèn cho mình có được từ bi hỷ xả, Phật ban pháp lành. Như vậy là mình thành Phật đồng đạo. Tột cao mức độ như vậy đó. Mà Đức Thầy dạy vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật, và ráng sức làm theo bốn đại đức của Ngài, làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Như vậy thì rõ ràng Đức Thầy đã lồng ghép trong cái nguồn sấm thi của Ngài qua tất cả các cái phương pháp mà tôi đã trình bày. Như vậy thì khi chúng ta hiểu về các yếu tố này thì rõ ràng thì lúc bây giờ mình đã giải mã được cái từ tột cao tột sâu rồi. Giáo lý Phật giáo Phật cao đến mức độ đưa chúng ta thành Phật đó, nó cao lắm đồng đạo ơi. Nhưng mà vì căn cơ trình độ của chúng ta trong thời kỳ này, Đức Thầy sợ mình làm không nổi, cho nên Đức Thầy mới phân thành hai nhịp. Phân thành hai nhịp. Cái nhịp đầu tiên là cái chạm dừng chân tại Long Hoa Đại Hội đó. Bởi vì thời kỳ này mà tôi và quý vị mà miên mật niệm Phật, hành theo tứ vô lượng tâm dễ dịp, chúng ta khó có thể đi theo sáu con đường mà của Bồ Tát Hạnh đã đưa như chúng ta vừa dạy. Mình cũng có đi nữa, nhưng một đường mình đi một chút à, mình đâu có trọn vẹn được. Bởi vì mình còn nợ gia đình, đeo đắm căn duyên mà. Cơn nguy nghèo, thân thể chung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong bãi. Vì vậy Đức Thầy mới giới hạn. Đức Thầy biết rằng căn cơ của chúng ta mà tu một cái một mà thành được thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật khó lắm, rất là khó. Về phương diện lý thuyết, về nhận thức thì chúng ta hiểu hết mọi thứ như tôi vừa trình bày. Nhưng mà về phương diện tu tập thì lại là một vấn đề khác. Giờ này mỗi đồng đạo nhìn lại mình đi, vì nhìn nội tâm của mình đấy, thì đồng đạo thấy là chúng ta rất hụt hẫng. Bởi vì mình có quyền suy nghĩ, mình có quyền trở lại chính mình. Về phương diện lý thuyết là chúng ta hiểu rất là sâu, rất là cao siêu màu nhiệm. Mà về cái phương diện hành đạo thì chúng ta sẽ dừng lại ở một đích điểm nào đó, nhất là mình là người tại gia cư sĩ. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới gia hạn thấp hơn. Chỉ cần chúng ta là người hiền, là người lành, để chúng ta trở về dự hội Long Hoa, tới đó Đức Thầy chúng ta trở lại. Thì khi có Đức Thầy chúng ta sống trong cái cuộc đời tuần này, thì lúc giờ Đức Thầy mới tiếp tục thuyết pháp, thì mình mới chứng được bốn cái quả vị, từ ở chỗ Lộc Sa, Vương Sa, Lộc Sa, Ngu Sa, Đại Bạch Ngu Sa như chúng tôi vừa nói. Thì đấy là chúng ta hiểu được cái khái niệm, cái con đường đi nước bước mà Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên tột sâu là Đức Thầy hiểu được trong tâm cảm của đồng đạo chúng ta đó quý vị. Đức Thầy hiểu lắm. Cho nên mỗi đồng đạo mình mà thường đọc giảng Thầy, thường đi giữ thuyết giảng giáo lý, thì muôn người như một đều có một câu nói giống nhau: chú Tâm ơi, Đức Thầy nói trong tim đen của mình, tức là trong cái ngõ ngách đó, ngõ ngách của trong tâm hồn chúng ta, trong cái góc khuất tâm hồn chúng ta. Từ xưa đến giờ không ai khai thác được cái ngõ ngách trong tâm hồn chúng ta, bởi vì có biết đâu mà khai thác. Còn Đức Thầy mình là Phật, Đức Thầy diệu dụng với cái khả năng sẵn có của mình, của một cái người liễu đạo, cho nên Đức Thầy khai thác những cái ngõ ngách trong nội tâm chúng ta, những cái gốc khuất của tâm hồn. Những cái đó là cái tác nhân mà nó lôi kéo chúng ta càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng trở lại cái cõi khổ này, để rồi chúng ta cứ khổ chồng khổ, nghiệp chồng nghiệp, để rồi chúng ta đọa lạc trầm luân vô đề kiếp đến nay, kính thưa đồng đạo. Thì đó gọi là tột sâu đó đồng đạo. Như vậy thì câu giảng này, yếu tố quan trọng là dĩ ý truyền. Cái chữ dĩ là lấy, ý là lòng. Như vậy thì dĩ ý truyền tức là lấy lòng, hoặc là lấy tâm, ý cũng là tâm. Dĩ ý truyền là lấy tâm truyền tâm. Vậy thì nếu nó theo đạo Phật
Nếu mà lấy tướng mà truyền đó thì không đạt kết quả. Ví dụ giờ này mình hiểu là Đức Phật, hiểu là Đức Thầy, mà chúng ta hiểu về cái phần, cái phương diện về tướng đó, người tu hành cần phải ăn mặc giống như ông Phật vậy đó. Người tu hành cần phải ăn mặc thế này thế kia thế nọ theo một cái khuôn khổ nào đó, thì cái đó là chúng ta chưa đi đúng theo cái từ dĩ yếu truyền. Bởi vì dĩ yếu truyền là tâm truyền tâm. Từ thời Đức Phật đã phó thác là cho Ngài Ca Diếp là tâm truyền tâm rồi. Vấn đề này tôi nói nhiều lần, ở đây không nói nữa. Và đồng thời cái quan trọng của tâm truyền tâm này thì đồng đạo chúng ta phải hiểu ý của thầy mình. Kính thưa đồng đạo, quý vị còn nhớ lại trong Tây Du không? Lúc bây giờ tổ sư Bồ Đề tỏ ra lạnh nhạt, rất là lạnh nhạt với Tôn Ngộ Không. Cho nên lúc bây giờ là có một cái, mình nói nôm na là có một số món quà. Cho nên tổ sư Bồ Đề mới đưa cho đệ tử: ngươi đem món quà này, ngươi đổ, đem cái số vật này nè, ngươi đổ cái chỗ nào mà không có trời, không có đất. Chà, kiểu này mà gặp tôi, bởi vì không biết đường mà đem đi đổ. Cái chỗ nào không có trời, chỗ nào không có đất. Cho nên tôi còn không suy nghĩ hoài, ý thầy nói gì ta? Không có trời, không có đất là chỗ nào? Cho nên ông ấy giật, à, như vậy là đổ trong bụng mình, đổ vô bụng mình không có trời, không có đất, cho nên nó ăn hết cái đó. Thì rõ ràng không ngờ cái đó là cái diệu dụng ông thầy. Ông tổ sư Bồ Đề cũng hay lắm, ông thử học trò coi cái trí thông minh thế nào. Thì đó là dĩ truyện, tức là hiểu ý ông thầy. Cho nên không ngờ ăn cái đó vào thì gia tăng công lực. Đó là phép màu mà ông thầy muốn cho đệ tử đó. Mai Tôn Ngộ Không thông minh gặp tôi vậy, vị không biết chỗ nào đổ mà. Không đạp. Rồi lúc bây giờ tổ sư Bồ Đề gõ cho đầu ba cái à. Có biết ông thầy làm gì mà gõ đầu ba cái chà? Phải không? Ông thầy đâu có nói đâu, nhưng mà đây là ý quý vị à. Cho nên gõ trên đầu ba cái là nhà ngươi còn ngu lắm, gõ trên đầu là ngu. Canh ba đêm nay gặp ta, ta truyền pháp cho, phải không nào đạp? Gặp mình là gõ trên đầu ba cái chắc mình gãi đầu luôn á, không biết đường, bởi mình không hiểu ý. Nhưng mà Tôn Ngộ Không rất là ý của thầy. Khi gõ trên đầu ba cái đầu, lúc bây giờ can can lén lén, vì xem phim mình nhớ không, lúc này là tổ sư Bồ Đề lạnh nhạt với Tôn Ngộ Không lắm. Bề ngoài thì coi như là không ưa, nhưng mà trong lòng thì thầm nể. Cho nên cái quan trọng ý của thầy. Vì vậy canh ba đêm đó thì vào gặp thầy, thầy mới trao truyền cho 72 phép, gọi là thất thập, thất nhị thập quyền công. Và lúc bây giờ mới thành người tài giỏi đồng đạo, phải không? Nếu nói về lúc bây giờ là không có ai mà bằng Tôn Ngộ Không cả. May là có bàn tay Như Lai Phật Tổ, nếu không thì thời thiên đại thánh nó còn tắc quái, tắc quái đến giờ này luôn đó. Cho nên giàu hay giỏi cả nào, nhưng mà tôi và quý vị không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ đâu. Bởi vì trên với trời không ai bằng Phật mà. Cho nên đây cũng là lý đạo quý vị. Thì đó là muốn nói ở dĩ truyền đó. Nếu mà Tôn Ngộ Không không hiểu ý thầy thì làm gì Tôn Ngộ Không mà ngộ được các ý đó. Rồi đồng đạo nhớ không, cái tình tiết của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng thì nó cũng giống vậy đó. Nếu mà Lục Tổ Huệ Năng không hiểu ý của Hoằng Nhẫn thì xin thưa quý vị, không bao giờ đạt kết quả đâu. Mà trước Hoằng Nhẫn là đồng đạo biết cấp mà Tứ Tổ Đạo Tính đó, để mình bàn lại một chút. Như vậy lúc Tứ Tổ Đạo Tính đó, ông dạy học trò rất đông, nhưng mà kiếm một cái người thừa kế không có. Bởi học trò dở lắm, cũng giống như thầy dạy mình đông lắm, mà kiếm một người thừa kế thầy không có. Không có đồng đạo, thật sự là không có. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thì có một ông già, ông lại đó quy y. Một thời gian ngắn thôi thì ông già này ông thông suốt lắm. Cho nên Tứ Tổ Đạo Tính mà than, hầu đó giờ ta kiếm người để truyền lại cái ngôi quý báu này để thay thế ta, mà ngặt nổi đệ tử thì còn yếu quá, còn tối tăm quá, duy nhất có mình ngươi thôi. Ngươi là cái người mà tao nghĩ nhất, mà ngặt còn nổi, tuổi ngươi già quá, truyền cho ngươi vài bữa ngươi chết rồi đâu có làm được gì nên chuyện đó. Nghe ông thầy nói vậy hiểu ý liền đồng đạo. Như vậy là sư phụ đợi con, hiểu ý thầy liền. Lúc bây giờ chết, đào thai trở lại. Kính thưa đồng đạo, cho nên lúc bây giờ ông già mới đi sâu vào trong rừng,
gặp một cô gái đang giặt đồ. Làm đạo nhớ ngày xưa phụ nữ giặt đồ ở ở suối rừng không ạ. Thì ông lão ông nói: cô ơi, cô cho đêm nay cho tôi ngủ nhờ một đêm. Thì cô gái này trả lời rất là, phải nói là tế nhị: dạ thưa ông, con còn có cha mẹ ở nhà, con không dám quyết định, có gì thì lão bá đến gặp cha mẹ của con. Thì câu nói này chỉ nói qua lo thôi. Vừa nói xong một lát thì ông lão này biến mất. Thấy một cái quả táo, tức là quả táo ở trên ngược dòng, ở trên xuôi dòng nó trôi xuống. Thì cô này cũng đang đói nữa, thấy quả táo như vậy nhặt quả táo lên ăn. Ăn xong cái về nhà mang bầu. Chà, khó giữ nha. Như vậy thì quý vị biết phụ nữ mà không có chồng mà có con thì cực kỳ khó. Cho nên bị cái sự tra tấn quản thúc của cha mẹ. Do đó sinh đứa con này ra phải nói đó là quá khổ. Vì khổ đặt cái tên là quằn ngẵn, quá khổ sở rồi. Mà ngày xưa đâu có vụ mà phá thai gì đâu đồng đạo, phải không? Phải sao chuyện vậy à? Cho nên khi mà sinh đứa con này ra, cái cảnh không có chồng mà có con thì làm sao mà nuôi được. Vì vậy mới nghe ở đây là có một vị tu hành chân chánh, tức là đạo tín. Cho nên mới ẵm đứa bé này mới lại giao cho đạo tín. Thì khi tứ tổ đạo tín nhìn đứa bé nói: à vậy là ngươi à, biết liền là ngươi à. Thì từ đó quần nhẫn càng ngày càng lớn khôn. Và đạo tín mới trao truyền cái ngôi tổ cho ngũ tổ quần nhẫn, trở thành sơ tổ, trở thành cái vị tổ thứ 32, tức là ngũ tổ quần nhẫn. Và đến lục tổ là vị tổ thứ 36. Như vậy thì chúng ta phải hiểu vị tổ thứ 33 chứ. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái điều đó. Bởi vì hôm nay một cái môn nhân đệ tử mà gọi là, tức là danh sư xuất cao độ đó, ông thầy mình giỏi thì đương nhiên tín đồ phải là người kiệt tác. Mà tín đồ muốn là cái người kiệt tác thì phải hiểu ý của thầy. Cho nên hảo nào thầy mới dạy: ai người tri kỷ ai là ai, tái sanh chọn lựa trang hiền thảo thúc, thức tỉnh tâm trung sẽ vẹn mạng. Vậy thì đồng đạo thấy rõ cái bài ai người tri kỷ đức thầy viết tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Đây là cái bài thi đầu tiên mà khi đức thầy về nhà thương Chợ Quán Sài Gòn thầy viết bài thi này. Thì giờ này đức thầy đang trông chờ tất cả đồng đạo chúng ta, ai là cái người biết thầy, tri kỷ là biết thầy, là hiểu thầy. Đây gọi là dĩ truyền đồng đạo à, tâm truyền tâm. Mình phải hiểu ý thầy. Cái quan trọng là hiểu là đức thầy, hiểu rồi trở về ý. Như vậy mới đắc đạo nghe. Còn nếu chúng ta không hiểu về ý, mình chấp ở phương tiện, ở ngôn ngữ thì chúng ta không đắc đạo đồng đạo à. Cái rốt lý của nhà tu chúng ta từ thời tổ tổ tương truyền với nhau, 28 đời tổ của Ấn Độ, 6 vị tổ của Trung Hoa, thì trong đó thì chúng ta thấy rõ có 5 vị thôi. Bởi vì Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 bên kia qua đây rồi. Rồi từ nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Thì khi mà chúng tôi xem lại cái lịch sử của 33 ông tổ này thì toàn bộ là dĩ truyền, tâm truyền tâm. Mà đức thầy chúng ta cũng thọ nhận vấn đề này. Quý vị đọc một đoạn trong quyển nhất không? Đây gọi là tâm truyền tâm nè. Điên này xưa cũng như ai, vào các la đài tột bực vào sáng, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thẫn thơ lại gặp đức thầy Bủ Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái rơn giáo truyền chứ. Thấy điên tâm tánh quá thiện, nội trong sáu khắc, biết liền thiên cơ đồng đạo. Thì rõ ràng đây là tâm truyền tâm nè. Phải không? Trong sáu khắc có ngày à. Đêm năm canh ngày sáu khắc. Sáu khắc là có một ngày, tức là có nửa ngày chứ. Một ngày đêm 24 giờ đồng hồ. Ban ngày thì gọi là sáu khắc, ban đêm gọi là năm canh. Vì vậy cho nên trong một thời gian ngắn thôi đã hấp thụ được cái tinh hoa của thầy mình, thì đây là dĩ truyền nè. Vì vậy giờ này trong cộng đồng đồng đạo chúng ta, cái quan trọng nhất quý vị phải hiểu ý đức thầy. Đức thầy dùng ngôn ngữ, dùng chữ viết thì đây chỉ là phương tiện. Cái quan trọng mỗi đồng đạo chúng ta nên nhớ kỹ là đức thầy dạy: ta yêu chúng viết đa giảng kệ. Thì giảng kệ này là phương tiện để chỉ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Và cái quan trọng đặt nặng ở hai câu giảng còn lại: nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo, đắc đạo. Vậy thì tìm hiểu nghĩa là dĩ truyền.
Cái quan trọng là chúng ta phải hiểu ý của thầy mình, thì đó là vô thượng thậm thâm dĩ việt. Và câu thứ hai Đức Thầy dạy là danh ngôn chép để rạch đằng tiên. Vậy thì câu đầu hồi nãy là cái sự cao siêu màu nhiệm trong cái chân lý giải thoát như chúng ta vừa bàn. Và đồng thời nếu như người nào không có duyên tu Phật thì vẫn mượn lời Đức Thầy để làm một cái phương châm sống. Bởi vì danh ngôn là những cái lời nói thánh thiện được đúc kết qua nhiều đời, nhiều, phải nói rõ là nhiều cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống, được ghi lại bằng văn tự một cách đúc kết, ngắn gọn, xúc tích, nghĩa lý. Và đây còn gọi là một cái kho báu trong cái sự kinh nghiệm sống của ông cha ta từ vô lễ kiếp đến nay. Như vậy thì danh ngôn, ý Đức Thầy muốn nói, lời Đức Thầy không khác gì danh ngôn. Lời Đức Thầy là cao sâu màu niệm, màu nhiệm tột cao tột sâu, dành cho những người có duyên tu hành giải thoát. Còn người nào không có duyên tu hành giải thoát thì hãy xem lời Đức Thầy giống như một châm ngôn, một lời hay, một ý đẹp để chúng ta trao sửa cái bản thân của mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì cuộc sống hàng ngày nếu không có được một sự đúc kết kinh nghiệm từ ông cha chúng ta từ vô lễ kiếp đến nay thì quý vị chúng ta hụt hẫng lắm. Mình hụt hẫng lắm. Mọi việc trên thế gian này hàng ngày giờ này phần đông là chúng ta học cái kinh nghiệm ông cha chúng ta đồng đập. Như vậy thì danh ngôn còn gọi là những câu ca dao tục ngữ mà hàng ngày chúng ta đã nằm lòng khi vừa lọt lòng mẹ, với những cái giọng ru hời khi chúng ta còn nằm nôi. Thì thường thường mẹ của mình ru mình những cái giọng ru hời, những cái câu châm ngôn ngọc ngữ được đúc kết qua nhiều đời, nhiều kiếp và bao thế hệ. Ví dụ như giờ này chúng ta đọc một câu dạc, một cái câu ca dao, đây là danh ngôn nè, kính thưa đồng đạo. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì đây là châm ngôn, là danh ngôn, là ca dao tục ngữ, là danh ngôn của cuộc sống đời thường. Thì lời Đức Thầy cũng là danh ngôn mà Thầy dạy trong cái bài Xuân Hạ Tác: ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Thì rõ ràng lời Đức Thầy giống như một danh ngôn. Hay hoặc là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Vậy thì xã hội loài người mà nếu hấp thụ được cái danh ngôn này thì coi như là chúng ta tốt đẹp quý vị ạ. Danh ngôn cho biết rất rõ, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này chúng ta hiểu rồi. Thì Đức Thầy dạy đâu có khác đồng đạo, đồng đạo. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắp. Chỉ cần đồng đạo chúng ta thuộc một câu thôi, mình vẫn áp dụng. Danh ngôn trong đạo vợ chồng có câu rằng: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa bao đời cơm khê. Thì Đức Thầy cũng dạy là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, đâu có khác đồng đạo. Rồi Đức Thầy dạy thêm về cái thuật trong bè bạn, thì Đức Thầy cũng dạy là chữ bạn tác vợ cho đến thác cũng keo sơn gắn chặt mới lạ. Rồi Đức Thầy dạy là bước ra đường ăn nói thật thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại. Rồi Đức Thầy dạy là không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới lạ. Thì rõ ràng đây là châm ngôn nè, là danh ngôn, những lời hay ý đẹp. Cho nên tôi lúc nào cũng có những cái sự phải nói thầm mong muốn lắm. Mình là người tín đồ Đức Thầy, mình đã hiểu, đã nghiên cứu, đã nhận định được cái giá trị lời Đức Thầy rất là cao siêu màu nhiệm. Có thể một câu, một đoạn giảng thôi thì biến một con người bình thường trở nên một cái con người thánh thiện. Nội mà cái câu Thầy dạy trẻ với già dình hai chữ từ khiêm thôi. Đồng đạo áp dụng câu này cho tôi, mình tốt dữ lắm quý vị ơi. Mình không có từ khiêm cho nên mình mới tệ, mình không có từ khiêm cho nên mình mới khổ nè. Vì vậy cho nên nói cho cùng có rất là nhiều hàng vạn câu như vậy, mà đại để là 90.000 từ đều là những châm ngôn hết. Thì đó là châm ngôn đó. Vậy thì châm ngôn này để dành cho những người không cần người ta ăn chay, không cần người ta niệm Phật, không cần người ta cúng lại, mà có thể người ta học lời Đức Thầy để người ta xem đây là một cái tấm gương, để rồi người ta soi chiếu bản thân của họ, để rồi họ tự họ sẽ phát triển từ nội tâm bên trong đến cái hình thức lời nói hành động bên ngoài đồng đạo. Có thể
thế gian này người ta không thể nào thành Đức Huỳnh Giáo Chủ được, nhưng mà người ta có thể mượn lời Đức Huỳnh Giáo Chủ để người ta cải sửa thân tâm người ta. Dầu người ta không thể thành Phật, dầu người ta không thể thành Bồ Tát, dầu người ta không thể thành đó là các vị duyên giác, các vị thinh văn, nhưng mà người ta vẫn có thể áp dụng lời Đức Thầy để người ta trở thành những con người tốt đẹp nhất trong cuộc sống xã hội loài người đương đại như ngày giờ này. Kính thưa đồng đạo, vì vậy Đức Thầy chúng ta mới ngày mới khẳng định rằng ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Vì vậy Đức Thầy mới khẳng định rằng viết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành băng rải nơi nơi, mãn trờ trong bả tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liên dây hòa hảo. Là ở chỗ này, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì đó là chúng ta hiểu về khái niệm về danh ngôn, vì cái tầm quá, cái tầm quan trọng với cái kết quả vĩ đại trong cuộc sống loài người. Cho nên Đức Thầy mới dùng cái những cái từ ngữ tiếp theo là chép để. Chép là ghi lại, để là sau này. Chữ rạch là rạch rồi là rõ ràng. Đàn tiên, đàn là con đường, tiên là trong sạch đồng đập. Như vậy thì chép để rạch đàn tiên là Đức Thầy hạ bút thần, thơ đã đề khai. Hoặc giả Đức Thầy cho biết rằng trong suốt ngày làm việc lấy quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức mà Thầy dạy trong cái bài là tức là năng thơ cẩm tú. Hay hoặc giả Đức Thầy cho biết rằng đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Hay hoặc là chớ nước sâu mà bị gầu thưa, dân đông đảo lề truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu với hạn cho mưa. Đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo thì nó liên quan đến cái câu mà chúng ta tìm hiểu ở đây, liên quan rất là mật thiết với cái từ thậm thâm mà Thầy viết trong Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy thì chép để rạch đàn tiên là để cho mọi người hiểu được rõ ràng rành mạch. Mà thật sự như vậy đồng đạo, bây giờ đồng đạo hình dung đi, mà nếu như Đức Thầy không sáng tác sấm kệ, không để lại cho đời quyển sấm giảng thi văn toàn bộ những cái châm ngôn ngọc ngữ này, những cái kim chỉ nam này, những cái bản đồ này, thì giờ này chúng ta đâu có biết đường mà đi hết đồng đạo. Và đây cũng là một cái điều ưu việt trong cái quá trình truyền giáo Đông Tây đồng đạo ạ. Bởi vì mỗi vị chư tổ chư sư ra đời thì đều để lại cái gì đó cao quý cho các môn nhân đệ tử hằng hữu để làm theo. Vào thời Đức Phật, do cái điều kiện lúc bấy giờ không có chữ viết, chúng ta phải suy nghĩ cho đúng. Có người đặt vấn đề tại sao ngày xưa Đức Phật không có viết, mà nói không à, hồi đó có chữ viết đâu mà viết, mà viết cũng không được mấy người hiểu đâu. Cái nơi đồng đạo rất là hạn chế. Vì vậy Đức Phật chỉ là phải nói rõ là chỉ nói thôi, chỉ nói thôi. Hơn nữa đó là cái thời chánh pháp, nói là người ta nhớ liền, người ta làm theo không có quên. Còn thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, đối với chúng ta thì Đức Thầy xác định là chúng sanh, tức là hạ nguyên sanh chúng ám u, mà nói không mà làm sao chúng ta nhớ được đồng đạo. Vì vậy nên cái gia sản quý báu của Đức Phật để lại là gì? Đó là giới luật của đạo đồng đạo. Ngày xưa Đức Phật để lại giới luật của đạo, đây là gia sản quý báu đó. Cho nên chỉ cần môn nhân đệ tử của nhà Phật giữ gìn giới luật của đạo Phật thôi. Nam thì có phải nói rõ là 250 giới, nữ thì có 348 giới. Sa di dưới 20 tuổi đó, từ 10 tuổi đến 20 tuổi thì giữ là thập giới. Những người tại gia cư sĩ thì giữ ngũ giới. Thì đây là cái gia sản quý báu mà Đức Phật để lại. Đạo Phật sẽ trường tồn, đạo Phật sẽ vĩ đại, sẽ phát dương nếu như môn nhân đệ tử lấy giới luật làm thầy trong cuộc sống. Thì đó là chúng ta hiểu cái điều quý báu của đạo Phật. Rồi trở lại với Lão Tử là một người khai sáng đạo ở nước Sở, thế gian ca tụng ngài là đầu tiên. Vì vậy cho nên lúc bây giờ Lão Tử mới để lại cho đời là cái quyển Đạo Đức Kinh. Sau đó ngài có một vị đệ tử gọi là Tuân Tử, thì Tuân Tử để lại cho đời gọi là Hoa Nghiêm Chân Kinh. Rồi đồng thời sau đó trên dưới hơn 20 năm ở nước Lộ của Trung Hoa thì có Khổng Tử, Khổng Thánh ra đời, được mệnh danh là một cái người hiền trong đương đại, được thế gian ca tụng là Bậc Thánh. Thì Bậc Thánh này để lại cho đời là một cái quyển Đại Học, một cái quyển Trung Dung, còn gọi là trong Tứ Thơ. Còn Luận Ngữ và Mạnh Tử thì do các đệ tử của ngài để lại. Và đồng thời trong đó thì có Lục Kinh,
Nhưng mà đến thời Tần Thủy Hoàng đốt hết bộ kinh rồi còn có ngũ kinh, kinh thi, kinh thơ, kinh nhạc, kinh lễ, kinh xuân thu, nhưng mà kinh dịch, nhưng mà cái bộ kinh nhạc đó thì bị Khổng Tử giết là đốt rồi. Cho nên còn kinh thi, kinh thơ, kinh xuân thu, kinh lễ là kinh dịch. Vì vậy cho nên còn chỉ ngũ kinh thôi. Thì đó là cái nội hàm, cái nội hàm để thấy rõ rằng những người xưa để lại. Vì vậy cho nên khi nói đến Khổng Tử thì người ta hiểu ngay cái gia sản quý báu của Khổng Tử là tứ thơ, ngũ kinh. Khi nói đến Lão Tử thì cái gia sản quý báu để lại của Lão Tử là Đạo Đức Kinh, cũng như Hoa Nghiêm Chân Kinh của Tân Tử là đệ tử của Lão Tử để lại. Khi nói đến gia sản quý báu của Đạo Phật là Giới Luật, chứ không phải là Kinh Luật Luận đồng đạo. Mình đã khẳng định điều đó. Và đồng thời nếu nói gia sản quý báu của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, đó là quyển sấm giảng thi văn toàn bộ, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì giờ này, đây là một cái điều kiện mà Đức Thầy chúng ta ngài sáng tác sống kệ. Mình rất là may mắn trong thời kỳ này. Vì vậy cho nên Thầy vắng mặt rồi. Câu nói này tôi nói hàng nghìn lần ở đồng đạo à. Thầy vắng mặt rồi, chỉ có quyển sấm giảng thi văn toàn bộ có đủ điều kiện để thay Thầy, để dìu dắt tất cả đồng đạo chúng ta. Đồng đạo nhớ kỹ, chỉ là quyển giảng Thầy mới có quyền thay Thầy thôi, chứ không có ông A, ông B nào trên thế gian này mà có quyền thay Thầy hết. Đồng đạo nhớ kỹ giùm tôi ý này nha. Chúng ta đừng có nhận định lầm, ông này xưng Thầy, xưng Phật, ông thay Thầy mình là hoàn toàn sai. Mình phải nhận định là quyển giảng Thầy mới thay Thầy. Nếu như người nào khai thác đúng theo quyển giảng Thầy thì đồng đạo chúng ta tin. Bởi vì Đức Thầy khẳng định Ngài là kiếp chót rồi, Đức Thầy ra đời là kết thúc rồi, không có ông Phật nào ra đời nữa đồng cạnh đồng đạo à. Không có một Bồ Tát nào ra đời nữa đâu. Vì vậy cho nên dầu có Bồ Tát hay có Phật ra đời thì những vị đó là đệ tử Đức Thầy chúng ta thôi, chứ không bao giờ mà ngang bằng với Thầy chúng ta được. Mình phải có một cái chánh kiến như vậy trong cuộc sống. Vì vậy cho nên từ đó mình mới suy ra được rằng hôm nay may mắn lắm, Đức Thầy để là quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Ngài nói đút ngắn lại, đút ngắn các con từ lại là chép để đạch đàn tiên thôi. Chứ đàn là con đường, giống như Thầy dạy là đường tiên cõi tục, phân minh hai đường. Như vậy thì đàn là đường, tiên là trong sạch. Cho nên nếu như một con người mà thực hiện theo lời Đức Thầy thì đó là Đức Thầy xác định là ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục. Người ở đời phải được lòng trong, muốn tìm tầm tiên lánh tục thì chúng ta phải dựa vào lời Đức Thầy để chúng ta được trong sạch. Và đồng thời cái giá trị này của quyển giảng này sẽ biến con người chúng ta từ một cái địa vị thấp hèn đến một cái con người tốt đẹp, con người trong sạch như chúng ta bàn nãy giờ. Chẳng những là con người mà chúng ta thoát tục luôn. Thoát tục chỗ nào? Khi đồng đạo chúng ta hấp thụ lời Đức Thầy, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì đồng đạo chúng ta từ một cái người phàm tục bình thường, đúng không, mà chúng ta sẽ đi lên, đúng như Đức Thầy dạy là phước nhiều tiên cảnh lên rồi. Như vậy là chúng ta sẽ được về cõi tiên khi mình thực hiện cái phương pháp hành đạo, làm phước bố thí trong cái công cuộc an sinh xã hội, còn gọi là thiện nguyện trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đã thực hiện. Rồi chẳng những dừng ở đó, mà nhờ giáo lý này cải hóa chúng ta trở nên một con người hiền lành, thì khi là một con người hiền lành chúng ta sẽ gặp được tiên. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hội hiệp, đồng chầu thánh phương. Như vậy thì đến cái ngày cuối cùng, đến ngày Long Hoa Tiên Phật đón ta bà, thì giờ này đồng đạo phải hiểu rõ lời Đức Thầy dạ rạch rồi rõ ràng, thì chúng ta mới được là người hiền, mới được về dự hội. Còn giờ này Đức Thầy để lại của báo này mà chúng ta không hiểu, không làm theo, thì không bao giờ biến mình thành người hiền. Mà không thành người hiền thì chúng ta không thể nào gặp được tiên trong cái ngày Long Hội. Và đồng thời nếu chúng ta quán triệt để mình tu cao hơn nữa thì cái đàn tiên ở đây là con đường về cõi Phật đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy là dặn lòng luộc tự mở đừng sai qua bởi về quê ngõ chuốc hài, tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, chờ người hữu phước đến liên đài, mà Đức Thầy dạy ở Nguyễn Kỳ Trân đó. Thì rõ ràng khi mà đồng đạo chúng ta học tập theo lời Đức Thầy ở đây thì mình sẽ có đủ điều kiện khi chúng ta hành đạo mình được về cõi Phật. Giống như trong bài Ai Người Tri Kỷ đoạn gần cuối, cái khổ thơ cuối cùng gần kết thúc cái bài này thì Thầy dạy rất rõ: tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng nó. Thì rõ ràng đây là chúng ta được lên cái cõi trong sạch.
Cho nên đàn tiên ở đây không phải là chúng ta chỉ cho cõi tiên đâu, mà đàn tiên, cái chữ tiên mà theo từ điển Hán học giải nghĩa tiên là trong sạch. Vì vậy cho nên tiên ở đây là tùy theo những cái cấp bậc, tùy theo công hạnh tu hành của tôi và quý vị mà chúng ta có thể đạt được từ thấp lên cao như chúng ta vừa bàn, thì đó gọi là danh ngôn chép để đặt đàn tiên. Và đồng thời trong cái danh ngôn này, trong cái kho tàng quý báu này, Đức Thầy diệu dụng một cái phương pháp dễ thực hiện đối với người tại gia cư sĩ. Nên câu giảng thứ ba Đức Thầy dạy là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Thì đây là thế mạnh, là cái điều mà chúng ta rất là dễ thực hiện ở trong cuộc sống hành đạo của mình. Vậy thì cư gia, chữ cư nói cho đủ là cư sĩ tại gia, tịnh độ nói cho đủ là pháp môn tịnh độ, tâm viên mãn nói cho đủ là tâm tràn đầy sáng suốt trí huệ phát khai, gọi là tâm viên mãn. Vậy thì bảy chữ này, ý Đức Thầy muốn nói cái nghĩa như thế này: mình là người tại gia cư sĩ, là tín đồ của Thầy, quý vị cứ an tâm hành trì theo pháp môn tịnh độ, cuối cùng tất cả chúng ta được tâm viên mãn, tất cả chúng ta được tâm tròn đầy, được tâm sáng suốt, tất cả chúng ta được phát huệ nhờ mình hành trì theo pháp môn tịnh độ. Như vậy thì đại để cái ý nội hàm ở đây, thì với ý này sẽ mang một tính chất tích cực đến người tu chúng ta. Thì chính vì ý này mình thấy mình mới là dễ tu. Đây là thế mạnh trong đạo Phật giáo và hảo chúng ta đồng đạo. Chính vì thế mạnh này mà sáu quyển giảng chỗ nào Đức Thầy cũng có dạy pháp môn tịnh độ. Quyển nhất thì Thầy dạy có người tu niệm đăng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Quyển nhì thì Thầy dạy chữ lục tự nhất không có ngớt. Quyển nhì thì Thầy dạy chữ lục tự trì tâm bất viễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Quyển 3 thì Thầy dạy Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá đôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đầu tuôn rơi. Quyển 4 thì Thầy dạy định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Quyển 5 thì ngoài chỗ này ra thì đặc biệt tôi tâm đắc nhất là 10 câu giảng mà Đức Thầy dạy: lòng thương chúng thuyết phu tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Kính thưa đồng đạo, chẳng những dừng ở đây mà đặc biệt là quyển tôn chỉ hành đạo, Đức Thầy dạy rất rõ rồi: Nam mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Như vậy thì sáu quyển giảng suy cho cùng lại, tất cả Đức Thầy đều dạy người tín đồ tại gia cư sĩ chúng ta phải thực hành pháp môn tịnh độ. Kính thưa đồng đạo, và đồng thời ngoài sáu quyển giảng ra thì hàng loạt bài thi Đức Thầy triển khai pháp môn tịnh độ. Ngày xưa ông thầy Ba Đạo đến xin thuốc thì Đức Thầy cũng cho cái bài thuốc này: lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Rồi trường hợp của ông Nguyễn Kỳ Trân đến xin thuốc để trị cái bệnh mù mắt thì Đức Thầy cũng cho cái bài thuốc là lục tự, tức là về phương pháp tịnh độ này. Rồi về căn cơ trình độ của ông Phan Châu Bá Long Xuyên thì Đức Thầy cũng cho cái bài thuốc này, tức là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Rồi căn cơ trình độ của cô Hai Gương Cần Thơ thì Đức Thầy cũng cho bài thuốc này đồng đạo, rất rõ: mong cầu gặp Phật hội long hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà. Và đặc biệt trong nhóm đệ tử này, cái người mà nổi trội nhất là ông Võ Văn Giỏi, cựu thơ ký soái phủ Nam Kỳ. Khi Đức Thầy về ở Bạc Liêu, ông Ký Giỏi là một cái người cứng lắm, cái người làm quan chức cho Pháp, đã từng gần gũi với thống soái toàn quyền Nam Kỳ, đã làm thư ký thống soái toàn quyền Nam Kỳ gần cả một cuộc đời. Lúc này tuổi già rồi cho nên về hưu rồi. Vì vậy cho nên khi Đức Thầy về đây muốn độ ông này không phải là dễ, phải nói rõ là rất là khó. Ông này là cái người phải nói rõ rất là giỏi về chính trị, đâu có dễ gì mà có một sự tín ngưỡng tâm linh. Nhưng mà cuối cùng Đức Thầy cũng đưa ông này vào cái lộ trình tu hành, và đặc biệt pháp môn tịnh độ là ưu việt nhất để Đức Thầy nhắc nhở cho ông Ký Giỏi niệm Phật. Cho nên cái bài mà Đức Thầy dạy mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà,
nguyện vái thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang oai Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Thì đây là một cái bài thi mà Đức Thầy cho một cái giỏi, cũng như cho toàn thể đồng đạo chúng ta để hành trì pháp môn tịnh độ. Và đặc biệt một điều là ông ký giỏi đã biết trước cái ngày ông vãng sanh, cho nên tín đồ Đức Thầy, cái người vãng sanh vô số, nhưng mà theo cái nhận định của tôi thì trong vô số người vãng sanh này chúng ta khó có chứng minh lắm. Bởi vì nói vãng sanh nhưng thật chắc ra có phải đúng hay là không, nhưng mà trường hợp khác thì tôi không biết. Còn trường hợp ông ký giỏi là chúng ta chắc ăn. Chắc ăn là tại vì ông ký giỏi đã được Đức Thầy ứng chứng, Đức Thầy hiểu căn cơ trình độ của ông, Đức Thầy dạy ông niệm Phật, Đức Thầy ứng chứng, cho nên ông này là thật sự vãng sanh. Còn sau này đồng đạo chúng ta, nhiều khi mình thấy ông này tu hành với lực tinh nghiêm quá, mình nói ông này vãng sanh nhưng mà chưa chắc, bởi vì chưa được Đức Thầy ứng chứng nghe đồng đạo. Chưa có Đức Thầy ứng chứng thì chưa bao giờ chúng ta được về cõi Phật đâu. Dầu rằng mình đủ điều kiện vãng sanh, nhưng mà chúng ta ở lại một nơi nào đó, chúng ta sẽ ở là một cái nơi mà Đức Thầy dạy là hồ thiên tiểu ẩn chờ quy kiển đó, kỳ địa kim sơn đến cõi bồng. Đức Thầy chúng ta có một cái bầu trời điên, mà bầu trời điên này ở đâu? Thì bầu trời điên này là ở Thiên Cấm Sơn. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta mà tu hành đó, dầu cao hay thấp, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ được về đây đó. Cái linh hồn của mình đó sẽ được về đây để cùng với Thầy, cùng với huynh đệ hàng ngày để trao dồi Phật Pháp. Cho nên có những diễn đàn tôi thường nói, giờ này tôi còn sống thì tôi làm cái nhiệm vụ này cùng với quý vị, nhưng mà sau khi tôi mất cái xác này rồi, xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất, thì lúc bây giờ linh hồn của tôi vẫn tiếp tục với một cái sứ mạng là sẽ truyền đạo. Còn xác thì chúng ta trao đổi chia sẻ với cái người còn xác, còn mình không có cái xác thì mình sẽ chia sẻ với cái người cùng với mình là những linh hồn. Bởi vì hôm nay chúng ta là đệ tử của Đức Thầy rồi, mình giữ gìn giới luật, thực hiện là Đức Thầy dạy, thì lúc bây giờ mình chỉ có phước thôi, chứ chúng ta không có tội. Vì vậy sau khi chúng ta bỏ xác rồi thì quỷ vô thường không dám đụng đến chúng ta, mà lúc bây giờ mình được cái sự bao bọc, giống như Đức Thầy dạy, người làm phải như tầm trong kén có muôn tơ bao bọc âm thân. Cho nên đồng đạo phải đặt trọn một cái niềm tin đó, để rồi giờ này chúng ta cố gắng. Nếu như còn cái xác này mà chúng ta không học đó, không nghe thuyết trình thuyết giảng, thì mai mốt đến cái phần linh hồn mình cũng nghe thôi. Mà giờ này nếu mình còn xác này gọi là chúng ta tu tắc nè, còn nếu linh hồn là tu quanh. Vì vậy cho nên nếu còn xác là chúng ta nghe, mình hấp thụ, mình hiểu rồi đó, thì khi mà trở về phần hồn đó, thì lúc bây giờ mình sẽ thông tuệ rồi, mình đã có nghe rồi. Hầu đó tôi nghe em Chí Tâm thuyết giảng rồi, cho nên giờ này quá dễ hiểu rồi. Phong đồng đạo mình nói một cái nôm na rõn ràng như vậy thôi. Ở đây không phải là tôi cường điệu đâu, mà sao tôi nói vấn đề này để chi? Để đồng đạo chúng ta hiểu được, để mình chúng ta cố gắng nhận định cho đúng cái vị trí, cái vai trò, cái kết quả sau cùng. Và đặc biệt tất cả ở đây sẽ chờ đợi, tất cả chúng ta sẽ ở vào một cái bầu trời riêng của Đức Thầy chúng ta. Đức Phật A-di-đà bên kia ổng có cái cõi riêng đúng không? Thì Đức Thầy chúng ta cũng có cõi riêng đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói rất rõ là tức là tôi vừa nhắc lại một đoạn giảng đó, đây là bầu trời riêng mà, hồ thiên mà. Đức Phật thì công đức của Đức Phật lớn hơn, Đức Phật A-di-đà công đức lớn hơn, Đức Phật A-di-đà mới cấu thành một cái cõi cực lạc, một cõi tịnh độ trang nghiêm màu nhiệm. Thì Đức Thầy chúng ta giàu rằng công đức không bằng Đức Phật A-di-đà, nhưng mà công của Đức Phật thì đồng đạo biết cũng gần gần đó đó. Cho nên Đức Thầy chúng ta có khả năng, có điều kiện, chỉ cần giờ này mỗi đồng đạo chúng ta đặt trọn niềm tin. Cho nên Đức Thầy mới dạy rằng rất là rõ, làm theo lời chỉ, ngày đài gặp ta là gặp ở đây nè, gặp ở đây đồng đạo à. Cho nên quý vị cố gắng nghe, quý vị cố gắng, nhất là về pháp môn tịnh độ. Vì vậy nên giờ này đồng đạo chúng ta là người tại gia cư sĩ, chỉ cần đồng đạo mình thực hiện theo 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, thì đến cái ngày phút cuối cùng sau khi chúng ta bỏ xác này, đương nhiên mình gặp Thầy, mình gặp Phật. Và đặc biệt chẳng những đến giờ phút cuối cùng, mà trong hiện tại căn cứ theo lời Đức Thầy dạy ở tại đây, thì giờ này đồng đạo thực hiện theo pháp môn tịnh độ của người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì đến cái ngày trong một cái cuộc sống của mình sẽ có một cái ngày, cái ngày đó là cái ngày gọi là lòng trong thánh kệ tình bế lội, dạ sạch Phật kinh ý liệm bài. Vậy thì lòng trong thánh kệ là nhờ cái gì? Phải nhờ chúng ta niệm Phật không? Nhờ niệm Phật mà chúng ta lắng động tư duy,
Nhờ niệm Phật mà chúng ta bỏ được cái vọng niệm chúng sanh, gọi là chúng ta bỏ phàm để tâm chúng ta được chân chánh. Cho nên hôm nay quý vị biết rõ rằng nhờ niệm Phật để thay đổi vọng niệm chúng sanh, để rồi chúng ta được trí huệ. Vì vậy nên pháp tu mà Đức Thầy dạy trong Giác Mê Tâm Kệ, như chúng ta đã nằm lòng rồi, tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân đó. Vậy thì muốn được cái trạng thái gọi là tâm xếp sáng suốt, muốn được cái trạng thái là tánh trong như nước bích mùa xuân, thì hai yếu tố này không thể nào thiếu pháp môn Tịnh Độ đồng đạo. Sở dĩ tâm mình chưa sáng suốt, sở dĩ tánh mình chưa trong như nước bích mùa xuân, thì hoàn toàn do vọng niệm chúng sanh, do cái sự khởi tưởng, nghĩ nhớ lăng xăng trong cuộc sống thực tế của mình, mà Đức Thầy tạm dùng một đoạn giảng tôi cũng xin nhắc lại. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, rồi danh lợi cảm tình quy viền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Thì rõ ràng cũng chính vì cái sự tưởng nhớ nhiều này nè, cho nên làm cho chúng ta tối đồng đạo à, làm chúng ta mê mờ, làm cho chúng ta đục đi đó. Vì vậy hôm nay chỉ cần chúng ta có niệm Phật là chúng ta có cơ hội để chúng ta đẩy mây đi, có cơ hội để chúng ta đẩy tà ma xú uế nơi lòng của mình. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mở, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, kính thưa quý đồng đạo. Như vậy thì đây cũng là một cái tông Tịnh Độ của đạo Phật giáo và hảo chúng ta. Khách quan bên ngoài người ta rất là bức xúc, người ta nói rằng đó, ngày xưa đến giờ từ thời Đức Phật, Đức Phật cũng đã trùng tiên lại với một cái bài pháp gọi là Vô Vấn Tự Thiết. Thì bài pháp này Đức Phật đã giới thiệu trước đại chúng ở tại vườn Côn Cấp Cô Độc, tức là Kỳ Viên Tịnh Xá, tức là giới thiệu tất cả các đại chúng có cõi Phật, có Đức Phật A Di Đà, có 48 lời đại nguyện. Rồi sau đó đến Tịnh Độ Tông, một trong 10 tông phái được chia ra từ đạo Phật sau thời gian Đức Phật nhập diệt không lâu. Thì lúc bây giờ Tịnh Độ Tông cũng nói bước này để triển khai các môn nhân đệ tử về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, có một công năng, một khả năng để tiếp độ tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới về cõi Phật. Rồi cái người cái tiếp theo nữa là Liên Tông Thập Tam Tổ, 13 ông tổ của Liên Tông Thập Tam Tổ này thì luôn luôn trùng tiên pháp môn Tịnh Độ, và đồng thời luôn luôn kêu gọi môn nhân đệ tử niệm Phật, để rồi thực hiện theo cái hoài bão ước mơ, cái nguyện hạnh của Đức Phật A Di Đà qua 48 lời đại nguyện. Nhưng đặc biệt một điều, khi Đức Huỳnh Châu Chủ, Đức Tôn Sư chúng ta ra đời, toàn bộ sấm giảng thi văn Đức Thầy, toàn bộ các cái lời Đức Thầy nói chuyện mà nhiều đồng đạo đã kể lại, chúng tôi cũng còn nghe, thì gần như là không bao giờ Đức Thầy nhắc đến 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình đặt một vấn đề, vậy thì Tịnh Độ của Phật giáo và hảo và Tịnh Độ của đạo Phật có khác nhau chăng, hoặc là hoàn toàn giống nhau? Đức Phật ngày xưa thì nhắc 48 lời đại nguyện, mà hôm nay Đức Thầy không nhắc đến 48 lời đại nguyện. Thì theo tôi nghĩ rằng đây là do căn cơ trình độ, vào thời kỳ trước đây thì khác, còn vào thời kỳ này thì khác, kính thưa đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta đặt nặng ở cái pháp hành thực tế nhất. Chúng ta không cần nghĩ đến 48 lời đại nguyện, mà giờ này Đức Thầy chỉ cho biết rằng đồng đạo niệm Phật đi. Mình cố gắng niệm Phật, yếu tố thứ nhất là chúng ta niệm Phật mình được hiền giống như Phật đồng đạo. Bởi vì nếu như mà chúng ta niệm Phật mình mới hiền, còn mình mà niệm tà niệm ma thì mình hung dữ, đó là điều đương nhiên. Cái thứ hai Đức Thầy dạy chúng ta cứ niệm Phật đi, mình niệm Phật chúng ta sẽ được cái sự cứu vớt của ơn trên, chúng ta sẽ được cái sự cứu vớt của thần thánh khi chúng ta có niệm Phật. Và Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật đi thì mình sẽ tiêu trừ chướng nghiệp. Bởi vì tại sao niệm Phật mà tiêu trừ chướng nghiệp? Bởi vì khi mà tâm chúng ta niệm Phật thì lúc bây giờ hành động và lời nói chúng ta không thể nào gây nghiệp được đồng đạo. Đây là điều mà chúng ta thấy rất rõ. Bởi vì cái chủ thể bên trong cái tâm mình là Phật A Di Đà trống rồi,
Cho nên khi tâm mình có niệm Phật thì tôi tin chắc rằng cái hành động bên ngoài, lời nói bên ngoài không có điều kiện để gây nghiệp. Trừ khi chúng ta quên niệm Phật. Lúc mà chúng ta quên niệm Phật thì lúc bây giờ miệng lưỡi chúng ta, hành động chúng ta sẽ tạo tác một cái nghiệp. Vì vậy niệm Phật để tiêu nghiệp, như lời Đức Thầy dạy cho ông Phan Châu Bá mà tôi vừa nhắc hồi nãy, thì điều kiện này rất là thực tế. Chúng ta niệm Phật không bao giờ chúng ta gây nghiệp, đồng đạo à. Lúc niệm Phật là không gây nghiệp. Và điều kiện tối cần hơn nữa qua đoạn giảng này, giờ này chúng ta niệm Phật giống như gương lau sạch bụi. Giờ này chúng ta niệm Phật thì tâm chúng ta sẽ tròn đầy. Nếu mình không niệm Phật thì tâm mình không tròn. Tâm mình lúc bây giờ nó còn hụt hẫng lắm, nó còn phiền não lắm, nó còn ưu sầu lắm, nó còn tà ma yêu quái ở trong nội tâm chúng ta. Vì vậy Đức Thầy dạy Di Đà Lục Tự Đắc Ri, niệm cho tà quỷ vậy thì răng ra, gian ra. Hay hoặc là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Như vậy thì qua các sự chứng minh trên, thì giờ này chúng ta đừng mong cầu vào 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tôi không phủ nhận các ý trên, nhưng mà đây là do căn cơ trình độ của chúng ta. Trong thời kỳ này Đức Thầy không nhắc là chúng ta biết nó không hợp rồi. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo cứ nghe là Đức Thầy dạy, chúng ta niệm Phật làm sao mà làm cho nội tâm chúng ta càng ngày càng sát. Khi đồng đạo niệm Phật là chúng ta không còn phiền não, không còn ma tà. Cho nên khi mà tâm mình không còn phiền não, không còn ma tà như chúng ta chứng minh hồi nãy, thì đương nhiên tâm chúng ta sáng rồi. Ví bị biết rằng mỗi cái tư tưởng phiền não buồn giận của mình, thì Đức Thầy dạy là mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục mấy màu. Mỗi lần chúng ta giận hờn phiền não là chúng ta kéo mây để che cái vầng trăng nhật nguyệt mà ông trời vốn dĩ là trong, mà khi chúng ta kéo mây ngang là ông trời chuyển, rồi ông tối luôn. Rồi ban đêm dù rằng cho là trăng rằm, trăng 16, mà chỉ cần kéo mây ngang thì lúc bây giờ trăng dù 16 cũng tối thôi. Vậy thì Đức Thầy định hình cho chúng ta biết rằng những cái tư tưởng hờn giận phiền não đó là mây để tự chúng ta che khuất cái phần trăng nhật nguyệt nơi mỗi con người chúng ta. Vốn dĩ trong lòng của tôi vậy, vì chúng ta có một ánh sáng bất diệt. Ánh sáng đó là chủng tử Phật, ánh sáng đó là Phật tánh. Ánh sáng đó mà Đức Thầy dạy là các chúng sanh đều có như ta. Nhưng vì mình quá ham mê, mình quá nóng giận, mình quá tâm tối, mình quá phiền não, cho nên chính mình là con người tạo thành những cái từng mây, những bức mây để chúng ta lấp đi cái vầng trăng nhật nguyệt của, cái vầng trăng nhật nguyệt sẵn có nơi nội tâm của mình. Vì vậy cho nên hôm nay khi chúng ta niệm Phật là chúng ta dốc lòng vẹt phá mây mù. Mình niệm Phật là mình vẹt mây, đồng đạo. Khi đồng đạo chúng ta niệm Phật là giống như đồng đạo chúng ta xóa tan đi cái phần mây đang ở đứng trước cái mặt trăng, ở đứng trước cái mặt trời vậy đó. Vì vậy mình phải nhận định đến đây để chúng ta chuyên tinh chuyên niệm Phật. Khi hành giả mà chuyên trì niệm Phật rồi thì lúc bây giờ tâm chúng ta sáng lắm. Không có lúc nào mà tâm chúng ta sáng bằng lúc chúng ta niệm Phật, quý vị. Vì vậy ở trong này Đức Thầy mới khẳng định là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Qua bảy chữ này, đồng đạo đặt trọn niềm tin, hôm nay người tín đồ Phật giáo hoàn hảo, chỉ cần ở tại nhà, chúng ta chuyên trì niệm Phật, chỉ cần chúng ta niệm Phật trong thời phá sau mỗi thời cúng, chỉ cần chúng ta niệm Phật trong tứ tướng uy nghi, mình kết hợp nhường nhuyễn các phương pháp này. Lúc đầu chúng ta niệm Phật nửa nhớ nửa quên, nhưng mà quý vị phải miên mật thế nào đó. Câu niệm Phật trước, nói liền câu niệm Phật sau. Khi mà chúng ta dệt thành một khối, mà Đức Thầy đặt cho cái tên là nhất tâm bất loạn, thì khi dệt thành một khối lục tự nhất tâm bất loạn thì lúc đó coi như là huệ nhật hiện bạc. Trong tư tưởng chúng ta lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc này nước chúng ta hoàn toàn trong, thì lúc bây giờ huệ nhật hiện bạc. Rồi khi huệ nhật hiện bạc rồi, Đức Thầy đưa chúng ta đi xa hơn nữa, đi vào Bồ Tát hạnh, đi vào Đại Bạch Ngu Sa, đi vào Vả Vị Phật. Cho nên Đức Thầy mới dạy niệm cái bản lai thanh tịnh. Đây là cao siêu, gọi là thật tướng niệm Phật, để đưa hành giả không còn kẹt mắt. Hồi nãy còn thấy mình niệm Phật nhất tâm, hồi nãy còn thấy mình niệm Phật sáng tâm, nhưng mà khi đạt được ở cái chỗ bản lai thanh tịnh là chúng ta trở lại cái tự tánh thanh tịnh. Bởi vì tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tâm tôi và quý vị có Di Đà ở trong á, tâm tôi và quý vị có tịnh độ ở trong đó. Nhưng mà vì mây mình bàn nãy giờ đó,
vì những cái tư tưởng phiền não, vì thất tình lục dục, vì sự tưởng nhớ không ngơi nghỉ ra tâm của mình. Cho nên lúc bây giờ tịnh độ chúng ta nó biến mất, mà nó trở thành cái cõi địa ngục trong nội tâm chúng ta. Phiền não ngăn che chân tâm mà ám, như Đức Thầy đã dạy. Vì vậy đến giờ này đồng đạo phải đặt trọn niềm tin để chúng ta cố gắng thực thi theo lời Thầy đã dạy. Để rồi chỉ cần duy nhất 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta làm được mọi việc, chúng ta thành công mọi việc trên quá trình tu hành của mình. Khi đồng đạo mà có được cái trạng thái gọi là tâm viên mãn thì trạng thái này cũng giống như ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thì tâm viên mãn nó bằng với trí huệ thông minh. Mà khi có tâm viên mãn tức là trí huệ thông minh, có nghĩa là từ ở trạng thái này chúng ta làm một cái bài toán. Từ ở giai đoạn Nam Mô A Di Đà Phật cộng với niệm Phật trong hai thời khóa, cộng với niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, cộng với niệm Phật trong nhất tâm bất loạn, thì lúc bây giờ sẽ bằng gọi là bản lai thanh tịnh, còn lúc này sẽ bằng gọi là trí huệ thông minh, tức là tâm viên mãn. Thì khi bằng trí huệ thông minh, khi bằng tâm viên mãn, thì lúc bây giờ chúng ta đã đạt được cái chỗ mà Đức Thầy dạy, đó là giai đắc đạo quả. Kính thưa quý vị, như vậy thì đến câu giảng cuối cùng. Bởi vì cái sự nhiệm màu này, cho nên câu giảng cuối cùng Đức Thầy mới dạy là sủy xuất văn từ dốc dạy khuyên. Vậy thì chữ sĩ ở đây là gì? Nếu nói về đơn tự về Hán học, chữ sĩ là người học trò, là cái người có học, là một cái người có học thức đồng đạo. Giống như mình dùng ở trong xã hội này gọi là nhân sĩ trí thức. Cái người có học, theo nho học, cái người có học mới là được cái danh là sĩ. Còn nếu nói về thuật ngữ của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, thì chữ sĩ này tức là cái hiệu Đức Thầy. Mà Đức Thầy cho biết trong Giác Mê Tâm Kệ là hiệu lão sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trọng. Vậy thì sĩ là hiệu Đức Thầy nha, chứ không có một đệ tử tín đồ nào mà xưng cái hiệu này được, bởi vì đây là hiệu của Đức Thầy. Và đồng thời cái ý thứ hai nữa là vô danh cư sĩ, thì chữ sĩ này cũng rơi vào vô danh cư sĩ. Mà hiệu lão sĩ nè, vô danh cư sĩ nè, Hoàng Anh nè, Đức Huỳnh giáo chủ nè, Kim Sơn Phật nè, rồi thì tất cả những cái này đều là cái hiệu của Đức Thầy chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định là sĩ xuất. Chữ xuất là xuất bản, chữ xuất là xuất phát, văn từ là lời lành. Như đoạn khác Thầy dạy, kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai, như Thầy viết trong cái bài, trong cái bài là tức là sứ mạng của Thầy. Hay hoặc giả Đức Thầy cho biết rất rõ là tức là trong cái đoạn 28 câu đầu tiên trong quyển Phiến Thiện thì Đức Thầy cũng đã cho biết rất rõ: Nam Mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giới Chủ xin Ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm sắc soi chánh tà. Như vậy thì văn từ là lời lành, chữ từ là lành, chữ văn là lời. Vậy thì văn từ là lời lành, và lời lành này được kết lại bằng kinh điển của Đức Phật ngày xưa, đúng với câu là rút trong các luật các kinh. Điều nào Đức Thầy thấy phù hợp để có một cái điều kiện để độ chúng ta trong thời kỳ này thì Đức Thầy không bỏ một phương tiện nào cả. Đức Thầy đem ra dạy dỗ chúng ta toàn bộ quyển sấm giảng thi văn toàn bộ, thì đây gọi là văn từ, còn gọi là lời lành. Tại sao gọi là văn từ, tại sao gọi là lời lành? Bởi vì văn của Đức Thầy sẽ khuyến dạy cho con người trở nên hiền từ. Khi đồng đạo chúng ta có hung dữ, có bạo ngược cỡ nào, như Đức Thầy dạy là dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu luật tự dình đàn tứ ân. Như vậy thì dầu có ngổ ngang, có hung sùng bạo ngược, nhưng mà chỉ cần học văn của Đức Thầy, làm theo văn của Đức Thầy, thì nhất định chúng ta sẽ trải lòng từ. Chúng ta sẽ có lòng từ, mình sẽ trải được cái lòng từ của mình đối với mọi người. Cho nên cái diệu dụng công năng của lời Đức Thầy dùng là văn từ. Và Đức Thầy viết ba cái chữ sau cùng là dốc dạy khuyên. Như vậy thì Đức Thầy dốc dạy khuyên, dốc lòng để dạy dỗ tất cả nhân loại đại đồng, tất cả chúng sanh nói chung, và trong đó người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Như vậy thì giờ này Đức Thầy dốc dạy khuyên, Đức Thầy dốc lòng dạy mình, mà lúc bây giờ chúng ta không có quan tâm tới, chúng ta không có quan tâm tới, không học hành, thì coi như rất là uổng cái công trình của Thầy mình. Kính thưa đồng đạo, vì vậy Thầy dạy ai xem qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình vạch lá tầm sâu. Hay hoặc là đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Vậy thì tôi rất là tâm đắc hai đoạn này. Một là trong bài Diệu Pháp Văn Minh,
hay là trong quyển khuyến thiện mà chúng ta trình bày đây. Như vậy thì lời Đức Thầy là văn thời. Nếu như muốn biến một con người hung dữ thành hiện từ thì đồng đạo xem qua đừng có bỏ lãng. Nếu mà chúng ta xem qua lo mà chúng ta không nghiên cứu, không nghiền ngẫm lại thì chúng ta không thấy được cái chân giá trị là Đức Thầy đâu. Mà nếu hôm nay chúng ta gắn công trình vạch lá tầm sâu, cũng như ngày hôm nay tôi và đồng đạo Nguyễn Thị Nga, một người là 4 câu, một người là 8 câu trong bài tự tháng, thì đây là gắn công trình vạch lá tầm sâu. Khi mà chúng ta trình bày có 28 chữ của 4 câu giảng này, mình đọc ai cũng thuộc lòng hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ngẫm lại, suy gẫm, diễn luận thì quý vị thấy quá tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. Vì vậy thầy mới dạy đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Nếu mà chúng ta xem qua mình thấy nó thường lắm, nhưng mà chúng ta đừng gọi thường. Khi mình chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu thì đồng đạo sẽ thấy được cái lẽ nhiệm màu, cái diệu pháp, cái diệu pháp, cái lẽ nhiệm màu, cái đắc đạo, cái chân giá trị của người học Phật nó rơi vào cái chỗ gọi là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu đó. Vì vậy thầy dạy dốc dạy khuyên ở đây thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng học theo lời Đức Thầy. Hôm nay mình được ông Phật ra đời trong thời kỳ này, ông Phật này là ông Phật Việt Nam. Đức Thầy chúng ta là người dân tộc Việt Nam, ông Phật Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, viết chữ quốc ngữ, sáng tác xâm thi bằng tiếng Việt Nam. Thì bao nhiêu đó chúng ta thấy quá may mắn rồi. Vì vậy qua câu giảng này, sĩ xuất văn từ dốc giải phiên, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng đừng phụ công trình vĩ đại khai đạo của Đức Thầy, đúng như Đức Thầy đã dạy chúng ta ở nhiều chỗ. Như vậy thì trở lại qua 4 câu giảng này: vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc vải phi giải phiên. Vậy thì 4 câu giảng này Đức Thầy thứ nhất là Ngài muốn giới thiệu, Ngài muốn giới thiệu cho tất cả đại chúng biết rằng, Ngài muốn giới thiệu cho tất cả tín đồ đặt trọn một niềm tin giáo lý Đức Thầy là một giáo lý siêu việt trong thời kỳ này. Nếu nói về độ cao, cái vả vị đạt được là tột cao, đắc được vả Phật không tột cao sao được đồng đạo. Còn nếu nói về cái chiều sâu, đúng với câu là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đúng với câu là ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Vì vậy cho nên thầy cho nên tột cao, tột sâu. Và đặc biệt sự tột cao, tột sâu này sẽ thể hiện ba cái chữ gọi là dĩ ý truyền. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta mượn lời Đức Thầy để làm phương tiện. Cái quan trọng khi học lời Đức Thầy, mình phải nhận định được cái nghĩa, hiểu được cái ý Đức Thầy mình dạy cái gì để chúng ta làm theo. Cái quan trọng là nhận định được cái ý, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Và đồng thời lời Đức Thầy có thể nói là những kim ngôn ngọc ngữ. Đức Thầy khiêm tốn dùng cái từ là danh ngôn để cho cả nhân loại đại đồng, bất cứ ai cũng có thể áp dụng lời Đức Thầy trong cuộc sống, trong cái đạo chồng vợ, trong cái sự ăn ở, trong cái việc làm ăn, việc bán buôn phải giữ ngân cân, cái tập tánh lận lường cháu đấu, trong việc làm ăn áp dụng câu giảng này là quá tuyệt vời rồi. Có rất là nhiều vấn đề, chúng tôi chỉ nói gọn thôi. Và đồng thời ưu ái nhất, cái ưu thế nhất của 4 câu giảng này là hôm nay tôi phải vì hiểu là một điều quan trọng nữa, đó là pháp môn tịnh độ. Hôm nay mình là người tại gia cư sĩ, dầu đạt Đức Thầy giới hạn chúng ta là lần bước trên đường giải thoát, nhưng mà giờ này đồng đạo an tâm, dầu rằng mình tu rất là khó đắc, giống như trường hợp của Phan Châu Bá Long Xuyên hỏi Đức Thầy đâu: tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc tự bi cỏ tắc lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Nhưng mà đồng đạo cứ an tâm, Đức Thầy đáp quả đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy trước đãi non bồng. Vì vậy cho nên người tại gia cư sĩ, nếu như giờ này chúng ta có thực hành pháp môn tịnh độ thì chúng ta không lo gì cái ngày mà chúng ta không đắc đạo. Đồng đạo, hồi nãy mình đã bàn rất rõ, chúng ta có niệm Phật là tâm chúng ta được sáng, chúng ta có niệm Phật là có được trí huệ thông minh, và có trí huệ thông minh là chúng ta có giai đắc đạo quả, mình sẽ đắc đạo nhờ pháp môn tịnh độ. Và đồng thời cuối cùng, Đức Thầy mới khẳng định rằng với một cái vai trò, một cái người cứu thế, hôm nay Đức Thầy bao nhiêu tâm não gốp tôm, dặn dò kỹ lưỡng trăm nơm khắp cùng. Vì vậy cho nên trước khi đi xa, Đức Thầy để lại quyển sâm giảng thi văn toàn bộ, đó là sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Cho nên hôm nay chúng ta nhớ Thầy, chúng ta thương Thầy, chi bằng mỗi đồng đạo chúng ta hàng ngày mở quyển giảng ra mà xem, để rồi chúng ta khá chí tâm học hành kinh sám. Khá chí tâm học hành kinh sám đây là nhân để đạt kết quả sau cùng, đó là tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được thoát nơi miền hắc ám phong ba.
Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, thì cũng cố gắng để chia sẻ qua một cái số ý trong 4 câu giảng. Thì kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái lần gặp gỡ ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức có lời mời, cũng như tất cả quý đồng đạo ở khắp nơi về tham dự. Thì trong cái sự chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót, thì chúng tôi cũng ngưỡng mong quý vị cũng niệm tình lượng thứ của quý thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn quý vị đại diện chính quyền địa phương, cũng như ông Võ Văn Lạch, tức là phụ trách lãnh đạo ban nhân ấp Phú Trung ở đây, thì cũng đã ngồi với chúng ta suốt trong cái phiên thuyết giảng này. Thì đây là thể hiện một cái sự tinh thần ưu ái của chính quyền, cũng như rất là quan tâm ủng hộ các cái công tác đạo sự, thì trong đó có cái buổi thuyết giảng giáo lý. Cho nên để đáp lại cái thâm tình này, thì đề nghị đồng đạo chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh cho tinh thần của ông trong ngày thuyết giảng hôm nay. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý đồng đạo chúng ta luôn luôn niệm Phật làm lành, tinh tấn tu hành như là Đức Thầy đã dạy, để cuối cùng tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn phần trình bày hết sức là sâu sắc và linh động của giáo lý viên Khoan Chí Tâm qua nội dung của đề tài. Thì qua phần trình bày thì chúng tôi nhận xét thì chúng ta liên tục nhận được 6 tràng phát tay của toàn thể quý vị đồng đạo chúng ta để nói lên một cái sự trình bày hết sức là hay ho và ý nghĩa. Vậy xin một lần nữa cho chục tràng phát tay.